Hòa trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới, sáng ngày 10 tháng 2 tức ngày 14 tháng Giêng năm Đinh Dậu, cán bộ và nhân dân xã Điền Công long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đình Đền Công năm 2017. Tới dự lễ khai hội có các đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Cao Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo xã Điền Công cùng đông đảo nhân dân trong xã và du khách thập phương. Đình Đền Công cùng miếu Cổ Linh là di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt thuộc quần thể di tích Bạch Đằng với 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng của vua Tôi nhà Trần. Đây cũng là nơi thờ Trần Hưng Đạo và 4 vị thần đã có công giúp vua Trần đánh tan quân xâm lược là Cao Sơn Quý Minh, Nam Hải Tôn Thần, Phi Bồng Tướng Quân và Bạch Thạch Tướng Quân. Hiện nay, Đình Đền Công còn lưu giữ nhiều hiện vật quý như bài vị, kiệu Long Đình, bức đại tự, câu đối. Đặc biệt tại đình còn thờ phụng 6 sắc phong của các triều vua phong cho thờ phụng Trần Hưng Đạo và các vị thần qua các thời kỳ và giao cho nhân dân xã Điền Công thờ phụng cho đến ngày nay. Từ những giá trị lịch sử văn hóa đó, năm 2000, đình Đền Công được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 2013, được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng cụm di tích quốc gia đặc biệt và là nơi lưu niệm danh nhân của sự kiện vĩ đại trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Cùng với các di tích lịch sử khác trên địa bàn thành phố như Yên Tử, Chùa Hang Son, Chùa Ba Vàng, Đình Đền Công, Miếu Cổ Linh là một nơi du lịch văn hóa tâm linh, hàng năm đón nhận hàng ngàn du khách thập phương về tham quan vãng cảnh, đưa du lịch tâm linh của thành phố không ngừng phát triển trong nhiều năm trở lại đây. Tại lễ khai hội, sau chương trình văn nghệ đặc sắc được thể hiện bởi các diễn viên đến từ đoàn chèo Quảng Ninh, các đại biểu được ôn lại lịch sử đấu tranh giữ nước trong trận thủy chiến trên sông Bạch Đằng, làm nên chiến thắng lịch sử, chấm dứt sự xâm lăng của giặc Nguyên Mông trên bờ cõi nước ta. Đồng chí Nguyễn Anh Tú thay mặt các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gióng trống khai hội Đình Đền Công năm 2017. Như thường niên, lễ hội Đình Đền Công được tổ chức trong 3 ngày, từ 13 đến 15 âm lịch. Sau các nghi lễ truyền thống như đọc cáo văn, lễ dâng hương, toàn thể cán bộ cùng nhân dân và khách thập phương về dự lễ cùng tham gia nghi lễ rước kiệu và tế lễ tại đình. Bên cạnh phần lễ và phần hội diễn ra trong ngày hội chính, các hoạt động vui chơi giải trí như trọi gà, kéo co, đánh đu cũng đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, tiếp tục bước đầu một năm mới học tập, sản xuất và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.